Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ô ly bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 43. Tìm một số hạng trong một tổng. Bài số 1 tìm x. X ta cộng 5 là bằng 15. Đây là một cái dấu cộng. Dấu cộng này chúng ta nghĩ đến là một cái tổng. Nào, tổng. Đây là số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng là 15, ta trừ cho 5, x bằng 10. Bài này cũng tương tự vậy, đây là một cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 26, ta trừ cho 6, x bằng là 20. Cái này cũng tương tự vậy. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 20. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng là 14 ta trừ đi cho 8. X bằng 6. X bằng 34 là tổng ta trừ cho 12. X bằng 22. Bài số 2. Viết số tích hợp vào ô trống. Số hạng các hàng ở trên, số hạng các hàng ở dưới và tổng là các hàng cuối cùng. Muốn tìm số hạng này thì ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Ta lấy 82 ta trừ cho 57. 5 501 6 nghĩa là 25. Muốn tìm tổng này ta lấy muốn tìm số hạng này ta lấy tổng ta trừ cho 63. 96 mà ta trừ cho 63. 3 33. Muốn tìm tổng ta lấy hai số hạng này cộng lại với nhau, bảng 30 không nhớ 1, 8, 9. Muốn tìm số hạng này ta lấy tổng ta trừ số này, 7, 1, 7, 2. Muốn tìm số hạng này ta lấy 85 ta trừ cho 27, 8, 1, 3, 5. Chúng ta qua bài số 3. Thỏ hái được 46 bông hoa màu đỏ và vàng. Như trong này là vừa màu đỏ màu vàng. Số bông hoa màu đỏ là 35. Hỏi số bông hoa màu vàng là bao nhiêu? Ta lấy 46 ta trừ ra 35. Số bông hoa màu vàng có là 46 ta trừ cho 35. 6 trừ 5 là còn 1. 11 bông hoa. Đáp số 11 bông hoa. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.